Ok, hôm nay là giải đấu sử dụng Kicker Tool. Anh em sẽ cặp đôi cố định. Rồi, 1-0. Trọng tài đâu rồi? Ai là trọng tài nhỉ? Mà mổ xong cú đục đi thật sướng.
tay cái này mày hạ từ nay đây là bắt sẽ đi đông cặp này anh Linh Đông mà cặp đôi Linh Đông đấy hôm nay chuẩn đôi rồi không lái bên sau à quá xong rồi quá nhanh nhá.